bão Minton mạnh nhất hành tinh bất ngờ quay đầu. Những diễn biến khó lường của siêu bão Minton khiến hàng triệu người dân nín thở. Sau khi tăng cấp nhanh chóng từ cấp 1 lên cấp 5 chỉ sau 2 ngày hình thành, mới đây, siêu bão Minton đã có cú quay đầu đầy bất ngờ. Cụ thể, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ tại Miami, siêu bão Minton đã quay đầu khi suy yếu từ cấp 5 xuống cấp 4 trong lúc đang trên đường tiến vào Florida. Sáng sớm ngày 8 tháng 10, theo giờ địa phương, theo CNN, siêu bão Minton duy trì ở mức bão cấp 4 nhưng dự báo có khả năng tăng trở lại lên cấp 5 ngay trong ngày 8 tháng 10 giờ địa phương và tiếp tục duy trì cường độ này đến hết ngày 8 tháng 10. Nhiều khả năng khi siêu bão Minton đổ bộ vào đất liền ngày 9 tháng 10 thì sẽ giảm cường độ xuống cấp 3. Tính tới thời điểm hiện tại, siêu bão Minton có sức gió mạnh nhất duy trì khoảng 249 km/h, cách Progreso, Mexico khoảng 106 km về phía đông bắc. Hiện siêu bão Minton đang di chuyển về phía đông với tốc độ 14 km/h, cách vịnh Tampa, bang Florida khoảng 941 km về phía tây nam. Trước đó, siêu bão Minton đã mạnh lên nhanh chóng và trở thành cơn bão cấp 5 mạnh nhất theo thang Saffir-Simpson, thang phân loại bão dựa trên tốc độ gió. Siêu bão Minton được ghi nhận có khả năng tạo ra sóng thần, nâng mực nước lên tới 1,8 mét.